Hello anh em, hôm nay bên MT Motorcycle của Hồng vừa mới về một em Britain Classic 125 nha anh em. Con này đăng ký là 2018 nha. Đây, anh em coi, xe rất là keng luôn. Anh chủ xe chạy rất là kỹ, nhưng xe còn mới đó anh em. Rồi, anh em xem nè. Rồi, xe auto khoảng 20.000 mai nha anh em. Rồi, anh em nhìn một vòng nè, xe nè được nâng cấp và khắc phục những cái lỗi lặt vặt của Riston ở những cái điểm nào nè. Thứ nhất là cái dải quấn bô này được quấn lại rồi nha anh em, quấn lại mới luôn. Rồi anh em nào mua về không thích thì mình tháo ra thôi, đơn giản mà. Đó là cái ben sau nè, rồi được thay bằng ben Nissin. Rồi logo là bếp nè, quanh file, quanh quanh chu, rồi file là 125. Đây anh em đi một vòng quanh xe nha. Lớp là còn gai nè, gai gốc nè, bao ken cho anh em luôn. Mấy con này mà anh em chạy mà tầm 20-30 ngàn cây thì cũng rất là bình thường, chả có vấn đề gì cả. Rồi, hai chìa khóa đầy đủ nha anh em. Màu đỏ xám nha, màu này trên thị trường rất là hiếm nha. Cộng thêm cái yên của bản lý mà tịch nữa thì khỏi chê vào đâu luôn. Anh em mà chạy con xe này ra ngoài đường là đảm bảo không đụng hàng luôn nha. Nhông sinh dễ nè, đã được chủ xe thay đổi rồi nè. Nhìn xe này còn mướt lắm nha anh em. Đó. Rồi gương chiếu hậu đầy đủ là hai gương nè. Chức năng xe là full chức năng bình thường nè, xi nhan, đèn đóm, điện rồi là từ A tới Z là còn nguyên zin 100% luôn. Xe mua bên Hồng á là được bảo hành máy móc nha anh em. Chiếc nào mà máy móc nguyên zin là Hồng sẽ cam kết máy móc nguyên zin nha. Đó anh em nhìn cục máy nè, cho anh em dẫn thợ thầy gì qua test thoải mái luôn nha. Chiếc này là bao nguyên zin cho anh em luôn. Rồi ngoài bảo hành ra thì Hồng có hỗ trợ thay nhớt miễn phí cho anh em lần đầu tiên nha. Rồi tặng cho anh em một món quà khi anh em mua xe, hỗ trợ ký công chứng mua bán hoặc ủy quyền tùy nhu cầu của anh em, hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em ở tỉnh về sang tên này. Rồi hỗ trợ cứu hộ tận nơi cho anh em trong khu vực Sài Gòn. Rồi hỗ trợ ship xe toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với bên Hồng nha. MT Motorcycle, địa chỉ liên hệ là ở 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp, hoặc là inbox trực tiếp cho Facebook của Hồng. Rồi không thì các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Hồng qua số 089 86 86 37 nha. Con xe này hiện tại bên Hồng đang chào bán với giá là 3 ít triệu nha, ba mươi mấy triệu thôi, ít rất là nhỏ luôn nha anh em, ít nhỏ cho anh em nhanh gọn nha. Rồi anh em nào kết thì inbox liền cho Hồng nha, hoặc xem xe trực tiếp tại 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp, MT Motorcycle. Rồi liên hệ trực tiếp qua fanpage của Hồng cũng được, fanpage là MT Motorcycle hoặc là facebook là MC Nguyễn Hồng nha, hoặc là kheo trực tiếp cho Hồng qua số điện thoại 089 86 86 37. Rồi hẹn gặp lại anh em vào những clip sau, Hồng sẽ giới thiệu những chiếc xe chất hơn nữa, sắp sửa sẽ về cửa Hồng, về cửa hàng của Hồng nha. Rồi xin chào anh em, ok, bye bye anh em.